Những cách có thể dùng thì đã dùng hết rồi, làm sao đây? Đúng rồi, còn có thiên ma thần quyền nữa. Xem có thể dùng thiên ma chân khí được không? Xoẹt. Tiền dư lực, nhi hậu xung. Hậu dư lực phi thượng phù. Thượng thượng hạ hạ, vô thủy vô tông, tuần hoàn vãn phục. Tu luyện chân khí mới, chứ phải giải phóng chân khí lúc trước, phải phóng thích được tử đàn chân khí. Xoẹt. Chuyện gì thế này, ngày đêm tu luyện mà còn không thành. Trong thân thể con người chỉ có thể tồn tại một loại chân khí, nếu chân khí tu luyện càng lợi hại thì phải phóng thích chân khí. Chưa ra những thiên ma thần chân khí lại trực tiếp lựa chọn chân khí trước. Thiên ma chân khí, chân khí thiên ma thần quyền, thánh giới thư tịch của La Trinh. La Trinh duyệt. Ồ, chân khí của Vương Nghiễn Miêu dần bị lướt gọn rồi, vết thương khá nghiêm trọng khiến da thịt bị đứt toang. Chiến thần cảnh quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng hắn vẫn chống cự được, đó mới là kỳ tích. Công pháp mà Kaka dùng lần này chính là thánh giai công pháp, thật là lợi hại. Duyệt. Thiên ma thần quyền thức thứ nhất, ma động thiên hạ. Ngươi đừng vội đắc ý. Dầm. Cẩn thận. Kaka dùng quyền làm người khác kinh ngạc vô cùng. Vương Nghiễn Miêu bị ép phải ra tay rồi, nhưng mà thần lực của La Trinh vẫn còn quá yếu. Quyền này đã rút sạch chân khí trong người của hắn rồi, nếu không có cách nào ra tay lần thứ hai được nữa. Tuy nhiên Vương Nghiễn Miêu cũng không còn cơ hội nữa rồi, Tô Linh Vận đã tới rồi. Quyền này không tồi nha, có thể xuất ra được một quyền như thế, hiện rõ ngươi đủ tư cách làm đối thủ của ta, có thể làm đối thủ của ta, hơn nữa lại được chết dưới tay ta, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Hãy chết đi. Dừng tay Vương Nghiễn Miêu. Vương Nghiễn Miêu, ngươi muốn bị Chu Di tam tộc phải không? Linh Vận Điện Hạ, ta chỉ chơi một trò chơi nhỏ với La Trinh mà thôi, cọ sát một chút thôi, sao có thể bị Chu Di tam tộc chứ? Ta lại cho rằng nếu ngươi thật sự xuất ra quyền này thì liệu vương gia ở Đế Đô có đứng vững được nữa không? La Trinh, thực lực của ngươi không tồi, chuyện này hôm nay ta có thể không tính toán với ngươi. Vẫn là câu nói đó, đến tư cách nhìn Na Yên cũng không có, ngươi càng không có tư cách để ngăn cản ta. 3 năm, 3 năm ta có thể đánh bại ngươi, đồng thời sẽ dẫn Na Yên ta khỏi luyện ngục sơn. À, tốt, có gan đấy, ta cho ngươi thời gian 3 năm. Nếu ngươi không thể đánh bại ta thì cũng không được dẫn theo Na Yên xuống núi, đến lúc đó ta sẽ lấy cái mạng chó của nhà ngươi. Không hy vọng con người này tiếp tiếp cận Na Yên, hà tất phải giao kèo với hắn như thế. Vương Nghiễn Miêu là đệ tử thân truyền, đối tượng giáo dục trọng điểm của Thanh Vân Tông, hơn nữa lại là độc đinh của gia chủ gia tộc võ sĩ, hắn chính là đối tượng mà các thiếu nữ Đế Đô muốn gửi gắm cả đời đấy. Một người xuất sắc như thế, muội muội ta đương nhiên là không xứng. Hắn tìm ai cũng được, nhưng không thể là muội muội của ta. Tên tiểu tử này. Tô đạo sư, ta muốn lên núi gặp Na Yên. Ngươi không gặp được con bé đâu, tại sao? Trên núi có một đại pháp trận, tên là Lục Phương Thiên Tinh Trận. Nếu không được sự cho phép, dựa vào sức mạnh của ngươi bây giờ, vốn không thể nào vào được trận pháp đó. Thật không ngờ Na Yên lại là một bộ ruột của ngươi. Dựa vào thực lực là cái quái gì? Đáng ghét, vết thương lại bị rỉ máu rồi. Dâm. Cần gì phải khó như thế chứ? Vừ. Đây chính là lục phương thiên tinh trận, chúng ta không thể đi qua được. Đó là lục phương thiên tinh trận hay sao? Kaka, Yên Nhi, Kaka đến thăm muội đây. Kaka, he he,
dừng tay dám ức hiếp muội muội của ta, ca. Hi hi, ức hiếp muội muội của ngươi thì làm sao? Nếu đã như thế thì đừng trách ta đây vô tình. Hi hi, biết sự đại hại của ta chưa nào? Đi thôi. Đi như thế này sao? Không nói thêm mấy câu nữa à? Ca ca, huynh phải cố gắng lên. Ừm, không cần. Vết thương nghiêm trọng đến thế mà còn cố chấp vậy sao? Xích Vân Đan, đan dược này ta không thể dùng được. Xích Vân Đan, đan dược ngũ phẩm. Nếu tính theo giá trị đổi một mét vuông đất thì ước chừng cần 1.000 mét vuông đất mới đổi được. Cái tên phiền phức, mở miệng ra. Ừ. Ngươi yên tâm. Bản mà, bổn tiểu thư đầu tư vào ngươi sớm có một ngày cũng đòi lại. Thân là chủ nợ, ngươi phải nghe lời ta biết chưa? Ngày thứ hai, mình đã ngủ bao lâu rồi? Thiên ma chân khí trong quá trình tiến hành dẹp biến hóa xoạt, chân khí bị truyền ra ngoài rồi, bước vào quá trình tự sinh tự diệt. Vù. Ba ngày sau, La Huynh, mấy ngày trước ta nghe tin có một đệ tử ngoại môn ở trên huyện Mục Sơn đối đầu với cảnh giới thành chiếu cảnh. Huynh có biết chuyện này không? Nghe nói cuộc đấu đó rất là kịch liệt, chân nguyên của đệ tử trần chiếu cảnh đều bị đốt cháy. Đó không phải là vô huyện huynh đó sao? Xem ra khí sắc của vô huyện huynh không tồi, chỉ là có vẻ vội vàng, vì sao thế? Một chút nữa ta phải đến Thanh Vân Tông, hôm nay thiên độc của đế đô giảm giá lớn, huynh ta bảo đi xem xét tình hình. Thiên độc giảm giá sao? Vô huyện huynh, huynh không phải là người của thiên độc Trương gia hay sao? Thiên độc Trương gia không được coi là sĩ tộc nhưng cũng có năng lực như sĩ tổ, bởi vì đệ tử của Trương gia đều là thiên tài kinh doanh. Không thể nhận ra vô hạn huynh, không ngờ huynh lại tầm ngầm mà lại là đệ tử của Trương gia đó. Thiên độc đại hạ giá, những người bình thường rất khó vào được nhà của họ. Vô huyện huynh, huynh dẫn chúng tôi đi mở rộng tầm mắt được không? Nếu mọi người đều đi thì ta cũng phải đi góp vui nữa chứ. Đây chính là khu bán đấu giá thiên độc sao? Thiếu gia, đây chính là tấm thẻ của các cậu, ta còn có việc đi trước nhé, thất lễ rồi. Vô hiệu huynh xin dừng bước, ta có thứ này muốn bán đấu giá, không biết phải làm thế nào. Các ngươi muốn bán gì? Hỏa hạt tinh hạch. Ngay trên huynh, mời theo ta. Cẩn thận, mau đưa cái đó sang bên này. Tư não, người đứng đầu khu đấu giá thiên độc, vị thiếu gia ngài đến đây rồi sao? Bằng hữu của ta muốn bán hỏa hạt sư tinh hạch, phiền người giám định một chút. Ồ, đây là một tinh hạch hỏa hạt sư thanh niên, cao 30 tấc, dài 60 tấc. Tư hầu, ngươi nghĩ là giá thấp nhất là bao nhiêu mới thích hợp? Một hỏa hạt sư lớn thế này, không biết đã bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện. Chúng ta có thể coi như là một bảo vật đấu giá cuối cùng. Ta thấy 3 vạn phương linh thạch là được. 3 vạn phương linh thạch? La Trình, huynh cái giá này thấp quá. Yên tâm đi, giá cuối cùng sẽ vượt qua con số đó. Tư não, chuyện gì thế? Tư não, chuyện tiếp theo là luyện kỹ tông pháp, cần ngài đích thân lên đài. Ta biết rồi. Vật được bán đấu giá đây chính là luyện khí công pháp của luyện khí đại tông sư Sa Đạo Tử đã qua đời. Đối với mỗi luyện khí giả thì có thể bước vào cảnh giới thần tốc. Đệ tử sĩ tộc e là sẽ liều mạng cái này mà tranh cướp ấy chứ. Chúng tôi là người thường, không mua nổi cũng không dám mua. Giá khởi điểm 5.000 phương tinh thạch, mọi người có thể ra giá. Ngày nay tam đại luyện khí tông sư được phân thành tộc vương gia, sĩ tộc vương gia, Thanh Vân Tông và phần thiên cung, có tiền cũng không mua được. Nếu dùng luyện khí tâm pháp này luyện thành luyện khí sư thì đó chính là một báu vật vô giá. 2 vạn phương tinh thạch. Khốn nạn, Gia Cát Phong, tam công tử của Gia Cát gia, có vị nào ra giá cao hơn không? Nếu không có ai thì cuốn luyện khí tâm pháp này đã được bán cho Gia Cát tam công tử. Ta ra giá 20.100. La Trinh huynh, huynh điên rồi sao? Yên tâm, ta dám ra giá thì đương nhiên sẽ có đủ số tiền, sẽ có đủ số phương nguyên thạch để mua nó. Huynh có bao nhiêu phương nguyên thạch kia chứ?
Chắc phi ta sẽ cho tên tiểu tử nhà ngươi câm miệng ngay bây giờ. 22.000, 22.100. Vị tiểu ca này, thiếu gia nhà ta đã nói sẽ cho ngươi bỏ cuộc đấu giá này. Sao ta phải bỏ cuộc? Là vì thiếu gia đã nói, thiếu gia ta họ Gia Cát, nên chỉ có một chữ Phong. Thì ra tên đầu sỏ hại mình chính là hắn, chính là Tam Phong công tử đấy à? Sợ rồi chứ gì, ta khuyên ngươi nên thu lại tay đi. Trong ký ức đưa cho ta, Tử Niệm muốn thách đấu với mình là do ngươi sai khiến sao? Dám đắc tội với Gia Cát gia nhà ta, ta sẽ bảo ca ca ta làm là Gia Cát Phong giết chết ngươi. Thế thì đã sao, đắc tội với người của Tam công tử Gia Cát gia đều khó tránh khỏi cái chết. Chuyện nhỏ. Hạ mẫu ta giơ tay tán thành. Hóng hồi chuyện này ta đừng Tam công tử nhờ cậy, chẳng bằng nhân cơ hội này giết chết hắn ta, tiết kiệm công sức. Các huynh đệ yên tâm, hắn bị đao trùng mẫu truy sát muốn chết. Để hắn chết đi. Cái gì? Mạo phạm đến người của thiếu gia ta, tất cả sẽ phải hối hận trong lấm mộ của mình. Muốn động thủ sao? Phải nghĩ kỹ xem đây là đâu hạnh, đây là đâu hạnh chứ. Ai dám làm loạn ở đây, coi như người gặp may. 24.100, 24.100, sao lại là người này? Tên tiểu tử này không biết tốt xấu gì cả. Hắn bảo ngài đi chết đi. Ồ, lại có người như thế. Ngươi phải điều tra kẻ đứng sau. Hắn là kẻ đứng sau hắn biết chưa? Tuy nhiên hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn của bán bộ tiên thiên mà thôi. Tên là Na Trinh, không có ai chống lưng cả. Na Trinh, thì ra là hắn. Nếu đã như thế, cuộc đấu giá này ta sẽ rút lui. Tên tiểu tử này bao lần muốn lượt nỡ đầu với ta, đến lúc đó ta sẽ tính với hắn cả lợ cũ lợ mới. Quyển sách nát đó nhường cho hắn đi. Vì sao đã rút lui? Hắn là ai? Luyện khí tâm pháp. Giá cuối cùng là 24.100 phương tinh thạch. Chúng ta đi tìm tên đó tính nợ. Vị này là Na Trinh phải không? Gia Cát Phong, ngươi dám xuất hiện rồi sao? Mau đi thông báo với nhị thiếu gia. Vâng. Ngươi là đệ đệ của Trương Vô Cực phải không? Phong thiếu. Đúng thế. Kakata đang đi tiễn khách, hiện giờ không có ở đây. Nghe cho kỹ, ta lẻ mặt Trương gia các ngươi, không muốn ra tay trong địa bàn của Trương gia. Tuy nhiên có mấy câu ta cần phải nói với tên tiểu tử này. Ngươi giúp nuôi ra trước đi được không? Na Trinh, ngươi đánh chó nhà ta lại còn giết Hắc Bạch Song Sát, món nợ này ngươi tính thế nào đây? Mạo phạm ngươi đều đáng chết. Hiện lại còn muốn cướp Minh Khí Công Tông Pháp, ngươi được đấy. Đã lâu rồi không gặp lại người nhịn ngào như ngươi, nhưng mà thường những người như thế chết rất nhanh đó. Quyển sách này không phải là của ngươi, sao lại nói là ta cướp? Hiện tại đã rơi vào trong tay của ta, ta muốn thế nào sẽ như thế đó. Thế sao? Nếu nói ngươi thích uy hiếp người khác như thế, có thể thấy ngươi rất là cá tính, rất ngông cuồng. Nhưng nay trên ta từng bước đi đến ngày hôm nay, ngươi uy hiếp ta như vậy, ta đã nghe đến phát chán rồi. Thật không ngờ tên tiểu tử này lại cứng như thế. Muốn lấy mạng của ta, ngon thì nên đi. Ngươi, ta không thèm để mắt tới. Ta cắt ra nhà ngươi cũng thế. Nhưng ta vừa đồng ý sẽ để mặt Trương gia, ra tay vào lúc này thì không được hợp lý cho lắm. Đừng tưởng đây là địa bàn của Trương gia, Gia Cát gia không dám ra tay với ngươi. Ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, có tư cách gì mà coi thường? Mà coi với, không coi trọng Gia Cát gia ta. Đi thôi, chắc phi chúng ta đi thôi. Nhưng mà Phong, đáng ghét. Lần sau nếu ta nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Na Trinh huynh, huynh thật sự là quá lợi hại. Giữ chút nữa thì yếu thế. Mình hèn mọn thì hắn sẽ tha cho mình sao? Nếu kết quả đã giống nhau thì cần gì phải sợ hắn chứ? Na Trinh huynh, sau này e rằng sau đây chúng tôi sẽ ra đưa ra hai món bảo vật.
Ở đây có 50 giọt tinh hoa thiên diễn, giá thấp nhất là 2 vạn phương tích thạch. Mọi người có thể đưa ra giá rồi. Tinh hoa thiên diễn có thể trực tiếp thêm vào pháp bảo, có thể giúp cho pháp bảo tăng thêm một bậc. Cho dù có phải mất bao nhiêu tiền thì ta cũng phải có được tinh hoa thiên diễm. Thật không hổ là khu đấu giá thiên động cái gì cũng có, đáng tiếc giá thấp nhất cũng không thể trả nổi. Tinh hoa thiên diễm này chính là hắc hỏa trong não được mình luyện ra từ huyền khí. Thiết thể tinh hoa còn sót lại sao? Thứ đồ này đáng tiền. Tinh hoa thiên diễm tồn tại trong pháp bảo, nhưng không có bất kỳ người nào có thể luyện ra nó. Bởi vì thế nên nó mới quý giá. Nếu đã không có ai có thể luyện ra thì sao lại thì sao nơi này lại có? Cái này thì ta cũng không biết. Trên thế giới có những người vô tình có thể tìm thấy những thứ đồ tốt. 50 giọt tinh hoa thiên diễm này có giá cuối cùng phải là 12 vạn phương tinh thạch. Mình dùng 10 huyền khí thượng phẩm cũng chính là 1.000 phương tinh thạch liền có thể luyện ra được 50 giọt tinh hoa thiên diễn. Nếu mà nó đi thì có thể kiếm được hơn 10 vạn phương tinh thạch. 50 giọt tinh hoa thiên diễn chỉ có thể đốt sáng được một cây long lân, nhưng nếu bán thì có thể mua được huyền khí. Aha, chắc chắn là sẽ phát tài. Này Na Trinh huynh, huynh đang nghĩ cái gì thế? Phương hạch của huynh được áp giá là 7 vạn phương tinh thạch, thật là một cái giá hời. Sau đây là trình tự giao nhận tiền mặt. Na Trinh huynh, huynh mau lấy đi. Bội phục bội phục. Vô huyện, bằng hữu của đệ thật là giỏi. Na Trinh huynh, huynh bán hàng còn chưa nhận tiền, hãy đi theo ta đến hậu đường. Trương Vô Cực. Na Trinh, đây là ca ca của ta, Trương Vô Cực. Ngươi là bằng hữu của đại đệ ta, ta không thu 10% hoa hồng nữa, cái này không hay lắm. Na Trinh huynh, huynh có coi ta là bằng hữu nữa không? Na Trinh, 4.500 phương tinh thạch ta đã cho vào ngân phiếu của thiên độc của Trương gia rồi. Nơi này, ngân phiếu thiên độc là nơi tiền được dùng linh hoạt chất ở đế đô này, có thể coi là phương tinh thạch để sử dụng. Vậy ta không khách khí nữa. Vô huyện huynh, ta còn có chuyện cáo từ trước. Thiên cơ các, các vị khách quan, các vị muốn chọn linh khí gì? Chỉ cần là thứ mà ngài muốn, thiên cơ các chúng tôi đều có thể tìm được cho ngài. Chỗ này có bao nhiêu huyền khí thượng phẩm? Trong thiên cơ các này tổng cộng có 223 món đồ. Khách quan, ngài ngắm trúng món nào chưa? Chúng rồi, 223 huyền khí thượng phẩm ta mua tất. Khách quan, ngài đang đùa sao? Ngài có biết mua huyền khí thượng phẩm tốn bao nhiêu tiền không? Bình quân tính theo 100 phương tinh thạch, đại khái cũng hơn 2 vạn phương tinh thạch. Sao nào, vụ làm ăn này ngươi không làm hay sao? 2 vạn phương tinh thạch, ngươi tưởng ai cũng có thể có đâu. Đi đi, đi ngay đi, tốn thời gian của ông đây, cút sang một bên. Khách quan, ngoài huyền khí thì trên đầu 2 chúng tôi còn có một số khí khác. Tôi có thể dẫn ngài đi xem. Ta muốn mua một nô huyền khí thượng phẩm. Ngân phiếu thiên độc, không cần đâu. Vậy ngài ưng ý được huyền khí thượng phẩm là hay chưa? Ngoài 3 món quả kế đang bán ra thì 220 món huyền khí thượng phẩm khác ta mua tất. Ngài đang nói đùa hay sao? Mua dường như thế, ông có chiết khấu cho ta sao? Giảm giá chứ, đương nhiên là phải có chiết khấu rồi. Các anh em, mau giúp quý khách này gói lại các binh khí thượng phẩm kia. Thanh Vân Tông. Na Trinh có thể luyện được tất cả các binh khí, thu được hơn 1.000 giọt tinh hoa thiên diễn, dùng mất hơn 500 giọt tinh hoa thiên diễn để đốt sáng hơn 100 cây long lân. Nếu bây giờ mình mượn sức mạnh của hơn 100 cây long lân, thực lực của mình sẽ tiến triển đến đâu đây? Hôm nay ta tập hợp mọi người ở đây là muốn thông báo một cuộc kiểm tra lần này sẽ chọn ra đệ tử tham gia trải nghiệm thử luyện. Tin rằng các đệ tử ngoại môn có mặt ở đây
tuyệt đại đa số chưa từng nhìn thấy yêu. Duyệt được gọi là yêu không hẳn là vì chúng là dị tộc, mà còn bởi vì chúng vốn đã mang yêu khí. Đây chính là yêu khí sao? Đáng sợ thật, linh hồn của mình cứ như bị yêu khí khống chế. Miếng vải phủ trước lồng ở bên cạnh ta có chứa một con yêu. Bước thứ nhất là của việc giết yêu chính là có thể khắc phục được áp lực của yêu khí lên bản thân mình. Soạt, bước thứ nhất của việc giết yêu tộc chính là có thể khắc phục được áp lực của yêu khí lên bản thân mình. Nó đang nhìn mình. Cái gì không phải chứ nha? Tô đạo trưởng, ngươi đến xem thử. Hách thế các đệ nhất ngoại môn tiểu vũ phong. Hách thế các đại sư huynh, đã qua 7 vòng rồi, đại sư huynh thật là lợi hại. Ngao, không hổ danh là đệ nhất ngoại môn, đến được vòng thứ 8 rồi. Hư danh thì thôi đi, đệ nhất ngoại môn chân chính là na chính đây. Yêu này không có tính uy hiếp gì đâu, vì thế thứ cần không phải là thực lực mà là dũng khí. Còn có người nào muốn thử không? La Trinh huynh, cố lên, cố lên. La Trinh đang cười. Đối mặt với yêu tộc khủng bố như thế, tên này vẫn còn cười được. La Trinh dừng lại rồi. Vòng thứ 7 thành tích này không tồi. Nhưng xem kìa, hắn đứng ngay ngốc ở đó, không phải là sợ quá đâu chứ. Đối mặt với yêu tộc, phải quên đi sự sợ hãi của loài người. Thì ra là như thế. Vong ngã chi cảnh. Được rồi, La Trinh, ngươi đã bước đến vòng thứ 10, đã được thông qua rồi, không cần tiếp tục tiến gần lại nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Gào, La Trinh mau trở lại đi. La Trinh bị dọa cho sợ rồi sao? Hoặc là hắn quá hữu thắng. Dầm, chỉ là muốn ngươi đến thử cảm giác gần nó thôi mà, có cần phải giết chết như vậy không? Ai bảo ngươi không có cách phòng hộ? Nó muốn cắn ta, đây là bản năng nội có thể ngừng. Trách ta sao? Như vậy thì không thể tiến hành các cuộc kiểm tra sau rồi. Nếu có người muốn có được tư cách thì tự mình đi tìm ta, ta sẽ sắp xếp. La Trinh huynh cũng dũng cảm cá, thần lực trời sinh. Đúng thế, đến chân nguyên cũng không cần dùng, hữu dũng vô mưu. Hách thế các là đệ nhất ngoại môn kêu nào ở Mỹ, tính tình quá nhỏ nhen, quá mất mặt. Mấy ngày sau, Thanh Vân Đài. Các vị đệ tử, ta tuyên bố chẳng mưu thử luyện chính thức bắt đầu. Thương khu xâm lâm, cẩn thận, soạt. Lâm Canh, đội trưởng của tiểu vũ phong. Trong rừng có dã thú, chỗ nào cũng có yêu tộc. Lâm Canh sư huynh, huynh thật sự đã từng chém yêu tộc sao? Nếu hiện tại gặp yêu binh, nghe rằng chỉ cần 3 chiêu là được. 4 năm trước ta từng tham gia thử luyện chém yêu, mấy người chúng ta bao vây một yêu binh, nhát kiếm chí mạng sau cùng là do ta. Thế sao? Không biết khi ta ở dưới kiếm của ngươi thì có thể chịu được 3 kiếm chiêu hay không? Soạt. Ngươi không phải là Từ Hàng, ngươi là ai? Mai phục trong rừng thương khung này bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng gặp được loài người. Ngó thịt là người quả nhiên là mỹ vị. Ngươi ăn thịt Từ Hàng từ khi nào? Ngươi giấu thi thể của huynh ấy đâu rồi? Loài người, ngươi thấy ta cần nói điều này với ngươi hay sao? Các con xuất hiện nào. Ha ha, giết. Xoẹt. Đáng sợ quá, đáng ghét. Chỉ có chút bản lĩnh đó mà muốn chảm yêu hay sao? Không ngờ đại nhất ngoại môn của tiểu vũ phong chúng ta chỉ là phế vật. Ta không phải là phế vật. Nếu không phải là phế vật thì chứng minh đi. Đi giết hắn đi. Cho dù có chết cũng mạnh hơn là một phế vật ở đây. Nha. La Trinh, cảm ơn huynh đã xóa bỏ được nỗi sợ hãi của ta đối với yêu tộc. Đáng ghét. Hi hi. Không phải nói chỉ cần 3 kiếm hay sao? Cho ngươi nhiều cơ hội như thế, vì sao lại không tiêu diệt ta? Duyệt. Lại gặp phải yêu tướng. Mặc kệ là yêu tướng hay là yêu soái, giết. Soạt.
Nếu đã cảnh giác như thế, đánh lén cũng khó trúng. Là người ngươi có chút đặc biệt. Nếu ta rất đặc biệt thì ngươi có thể tha cho ta không? Đương nhiên là không. Ngươi đặc biệt, thịt lại càng ngon. Xoẹt. Dầm dầm. Hấp. Hi hi. Chỉ có chút sức thế thôi sao? Thoải mái, có thể đánh vài đường quyền. Có phải đánh vài quyền cương hóa chân nguyên của bản thân. Có chút sức đấy, tiếp đi. Dòng khí nóng được sản sinh từ sức mạnh của yêu tướng hiện đang đẩy nhanh tốc độ cường hóa tại đan điền của La Trinh. Hê hê, soạt. Dâm. Đáng ghét. Người đặc biệt, thịt lại càng ngon, ha ha.